Hôm nay là một ngày buồn các bạn. Thôi trước khi mình vô câu chuyện, mình cũng xin chào các bạn. Thì bây giờ cái vấn đề mình sắp nói ra sao hành án quá. Cái vấn đề mình chuẩn bị mình thông báo với các bạn là một tin buồn nha các bạn. Nói chung là bây giờ vợ chồng chung bé em không biết là que tiếng lại làm sao. Nhưng mà nãy giờ mình vô mình khuyên trung bé em á, là kêu Thâu có chuyện gì từ từ giờ vợ chồng giải quyết rồi cứ về nhà chứ ai đâu mà bỏ nhà đi rồi đi xuống chỗ này chỗ kia ngủ rồi sao được, đúng không? Mình thấy cái vấn đề đó nó không được, mà mình thấy cái chuyện mà mình làm kênh troll mà mấy bạn đúng không, với lại ổng là chủ kênh, mà cái chuyện mà anh em tụi mình troll vợ chồng ổng là bình thường thôi, mình cũng làm theo lời khán giả chứ mình cũng đâu có cố tình là mình cứ chờ ổng hoài đâu. Mà không biết giờ chờ sao, vợ chồng là qua tiếng lại sao giờ cứ kình lộn rồi tự ái rồi bỏ đi. Kêu ổng nói với mình thì là con vợ ông á, nói ông á là hồi trước á thì không có vậy, mà bây giờ sao lấy gì rồi đổ đốn rồi làm con bé nó mất mặt với bạn bè rồi vậy. Nên giờ mình cũng biết làm sao hết, nên bây giờ mình khuyên thì không chịu gì à, mình khuyên thì không chịu gì à. Nên thành ra là bây giờ mình có gọi thằng Hiến với thằng Rìu đã qua thâu ba ba anh em xuống khuyên bảo ổng rồi kêu ổng về nhà nha các bạn. Mệt quá thiệt, nói cứ nói dài rồi sao ai dám tròn nữa. Mấy bạn coi nè, có ai mà như đỡ tao gọi tụi bay bây giờ tụi bay mới trời coi nước mày mà còn gọi rét cái bây giờ tao đứng nói xuống hết đây cho tao để ăn chưa. Tao mày chưa ăn mày chứ mày nói tao chi tụi tao tham quá, ăn ngồi mì vừa xem cây mà đâu chưa ăn. Trời ơi, đồ mấy anh em tụi bay giải mày bây giờ mà tụi mày còn ăn cơm mày nước. Anh em gì? Ủa chứ tao nói về điện thoại tụi bay bị điên rồi, tao nhắn nhóm rồi mà sao vậy? Tao chào vậy, tao nói mày thấy tao phải khỏi nha đi. Lên clip rồi tao coi mấy cừ. Có cái nào mà chơi ngu luôn. Vậy vậy bữa nào tao chào cho mày rộng vợ mày đé mày ra khỏi đường luôn rồi chơi mày, tao cũng nói câu y như mày vậy. Đều yếu. Đều yếu. Giờ không đâu. Cái vấn đề ở đây á là vợ chồng nó bây giờ là xích mích, là anh em mình cho là cũng bây phải có trách nhiệm. Đâu, em mới que khi nãy để tao que tao ở với bé. Chứ giờ cơm nước ai nấu cho bé rồi ở luôn. Vô nhà đâu cửa nữa. Tao que tao ở với bé. Gym nữa. Để tao que tao ở với bé vài bữa được. Bây giờ dài này thôi không có nhờ, không có giỡn nữa. Bây giờ là mình cũng muốn sau clip này á mấy bạn á là cũng đừng có hy vọng là mình sẽ tròn trung bém nhiều nữa nha, tại vì là mình phải đợi gian gian ra một thời gian cho đợi cứ cho vài miết rồi vợ chồng nó này kia nọ nữa. Có chứ gì đây ta? Tưởng tiền. Nói với bây giờ vậy, ba anh em mình qua khuyên nó. Mày đâu? Về nhà. Mấy nó nhờ vô quán cà phê của ông fan kìa. Chê đấy. Vợ ông que thì ông que nhắm mấy mớ mình que chơi ông đánh quá. Thôi giờ bây giờ dài đây. Thôi đỡ, nói với đợi tao quẹo kìa. Ông chơi ác tụ mày vô rồi. Đợi tao quẹo kìa, đợi nắm gì vậy tao quẹo đó. Tôi xin hiểu vậy. Cúp mày đi với người thằng Rìu ấy. Tao quẹo đồng ơ chứ bé cũng được, cho đỡ đồng ai chăm lo nó. Chết rồi. Chết rồi nè. Chô, ông chô, còn dây bọc sơn không? Thôi được rồi Hiến. Chào bạn, nói gì à? Nói gì à bạn? Về nhà đó bạn. Tao bay cho tao luôn, giờ tao nói chuyện. Nghĩ vậy cho tao, sau này gia đình bên phía đó nhìn cũng thấy tao cũng như thằng ngu. Ủa chứ thuyền theo lái gái theo chồng của bây giờ ông có như thế nào nó cũng phải theo ông chứ, ông nói cái lẽ không? Nó mua kênh mày bán mẹ. Bán cái clip cho mẹ cái kênh anh em làm kêu đi bán không? Nó mua bán. Giờ không làm nó không đưa kênh ra đây tôi làm. Giờ nó chưa nha, nó mua 5 triệu bán chưa ra nên đâu thành rồi. Thôi bây giờ tôi nói tụi bạn mà vô ai coi, chứ làm đứng ngoài quay vậy? Thì tao quay được rồi. Vô quay qua ấy là thâu bạn kia tụi ốm tàu đi một kề tô mẹ cũng ngon. Thôi bây giờ vậy. Anh em ăn gì tôi chưa? Thôi tôi lấy cái bự tôi xét cho anh em ăn. Không. Ơi, tôi ngồi tôi nói chuyện cho mình. Giờ vậy. Nằm xuống đây rồi đi nấu cho bạn cho ông đâu nữa đợi tôi. Bạn cho ông đâu nữa đợi tôi. Ý là vậy. Giờ tôi giờ cho mấy bạn ấy bạn đi rồi giờ biết thôi đấy thôi. Rồi tôi về tôi quay bánh tôi ra đó. Nên tôi sửa được em. Mày cái quán này của ai vậy? Của em. Của em mà sao ông xuống ông nằm dài rồi khách khứa sao? Tao ở
qua giờ mà. Vậy rồi đóng cửa ai? Đụng mà đi tới đâu bán tới đó. Tao canh quán mà 1 tháng 1.9 ngon hơn YouTube rồi. Canh quán mà sao mơ quán bán mà cứ nằm ngủ vậy? Chắc có thằng Ben quen ở đâu, tao đã biết chứ ai nè, nó tưởng tao giỡn, thôi được, tao gọi một lần luôn. Không, mày gọi nó, nói để tôi về, tôi ơi, nói tôi đừng đóng phone giúp nó. Sao được, bây giờ càng thành càng nghèo. Bỏ bò đó là. Được. Sao làm gì cho ác thì nét đuổi ra khỏi nhà. Trời, mày dài chứ em. Nhẹ, nó đốc nhẹ, cái độ mà đớ cho núi không. Mày đớ cái gì tao luôn đó chứ. Mày cũng buồn vậy hả, đợi mày chạy luôn. Trời, mày trời vậy. Tập tay bơ phơ. Tao đi chưa? Này, nó biết. Đi. Nè, mày lại coi này. Tôi là tình nghĩa vợ chồng rồi. Mày bỏ nó nghe chay, mày đang đóng phim mà. Chắc là mày nghĩ tao giỡn nhưng mà. Alo. Tao. Bây giờ ấy em sao em nói luôn đi. Gì vậy? Đi luôn qua nhà đầu với nhà nữa. Cũng không gọi cái gì. Bỏ nhà quá không à? Vì mày đậu mẹ tao giỡn chút mày làm gì vậy? Bây giờ nếu mày chốt thì 2 tỷ á, 2 tỷ đó tôi cho mày luôn. Còn nhà cửa chia đâu rồi? Nói được làm được nha. Dạ anh quen đâu với em nha. Tôi rồi chồng từ từ nói làm gì lắm gì bây. Từ từ em đúng rồi. Xin lỗi bà, đi ra đường á, 100.000 người chào đón tôi nói bà vậy á. Mày nắm áo cứ làm tiền đâu 2 tỷ không? Mày không nghe con xe ô tô, con xe ô tô sao chưa em? Con xe ô tô của bà. Bà thích bà ra rút hết rồi về chia. Thôi em, từ từ nói em gì đâu mà. Quang em giỡn mà. Quang cũng chết không đủ, chơi ác. Tối nay tôi kêu con BV người yêu cũ tôi qua ở với tôi luôn. Cái quầy gì mày? Thâu. Ông hòa tôi mà tôi biết rồi, cái con quy con đồ gì mà quen cả bèo không á. Trời ơi, bè nghĩ tôi sợ quá bè. Trời ơi, không thích đi với ai đây. Em thấy chưa? Chụp mấy gì mà. Mày em đuổi ra khỏi nhà, bây giờ đuổi em kêu gì đây? Nè. Bây giờ cái kênh YouTube là của Trung. Bây giờ tôi giao cho mấy bạn tôi nó bán luôn. Nè, em nói nè, tao bán nha. Quan tâm, cái đó tôi không cần quan tâm. Tiền 2 tỷ là của tôi, chưa? Rồi, con còn cái nha. Bè ra má đi. Rồi, chia sao chia. Ông bè của mày. Tôi cho mày chín luôn. Ngu như mày cho anh vợ mày thì mày đi cũng nấu luôn mà bè nó bậy mày. Mày muốn bỏ mà giờ đứng không mà tao cái trà bó thì chuyện quá lên nhà mày. Mày mày nói này không có hướng bay với bạn. Sao chuyện của nó sao mà vợ chồng cãi nhau? Sâu xe trong đó. Hồi xưa tao quen với tao thì tao quen kia. Để rồi lấy hơi cúng như vậy. À, cúi tay mà lấy cúng ăn như thiệt ông. Ngồi tôi thấy cho mấy em ca nhang. Tao không biết đâu mày chắc đâu khác. Muốn làm gì? Đi. Không ta. Em giờ ngồi bên tỉnh này. Lo coi. Ngồi nhang nó lót nhang ngủ được. Chí. Giờ tôi cũng quản lý quán đây rồi. Tôi nói không nè, bây giờ thôi nãy giờ anh em mới nói rồi, giờ tới tôi. Bây giờ là thằng gái á. Rồi câu chuyện này kia tùm lum thứ nó có giải quyết công việc gia đình của nó đã không lại đi làm được rồi. Rồi bây giờ tới ông nữa. Rồi sao giờ ba thằng của tôi làm cái gì? Ba thằng của tôi quay hàng đây quýnh lộn xong rồi hết clip đi. Rồi cái kênh này đi về đâu? Bán kênh ra chia rượu 50. Thôi chuyện mẹ nó đừng có nói cái chuyện ông bán. Thôi mẹ con này đụng mẹ nó tự nhiên cứ nói cái chuyện. Vì mẹ cái chuyện kênh này nó cũng kênh nó biết chứ mày làm vậy. Rượu 50%. Ủa chứ mày thích bán đó mẹ. Ừ. Ê cái kênh nó không nói vậy nói nha. Kênh thì kênh của nó. Ê rượu 50% đó. Thì cũng cái ông kia ông đơ cặp rồi. Hầu như nó thích kiếm tiền rồi ông buồn rẻ. Ừ. Chắc cũng được 5-6 triệu à. Bạn chắc cũng bán. Cái kênh bè chịu. Mà nói mà chửi tao ngu mày. Danh dự mày như đó với mấy con nè. Ê, ông đừng tham lợi nha, nội thấy 50% xác này tao bận. Tao mày mà cũng thay 15%, rầu giá như thế thay 10%. Ê, sao đổi túi vậy ông? Chia chỉ chia điều chứ. Vì sao mà... Cho ông tiền, ông cho, đi làm thơ mà. Quán gì đó. Bào nữa, đồ nữa.
Rồi uống bia bia đào này. Có tiền trả gì uống? Ôi, má nhà anh mang lưới mà ai không? Bây giờ anh em, nói chung là anh em làm gì làm? Giờ anh em tư vấn tôi cái đoạn này. Tôi cũng mới cưới vợ nên tôi cũng không biết rõ. Bây giờ ví dụ tiền bạc vợ chồng chia làm sao? Ví dụ giờ trừ ra tao chữ ra rồi. Có thiệt là trong này có 2 vợ chồng tôi còn 2 tỷ. Nhưng mà 2 tỷ đó là trước hôn nhân hay là sau khi hôn nhân? Cứ sau đó là gia đình cho á. Gia đình cho em. 2 tỷ gì trời. Mà gia đình cho. Không bây giờ bạn cái gì bạn lấy là... Gia đình cho tao là... Tao không cần số tiền đó mày hiểu điều. Nhưng tao không cần. Hiểu rồi. Đưa tao được ở dụng. Để bạn đưa tôi. Thì đó, những anh em cần tôi nộp tôi đưa bình thường. Thấy chưa? Bình thường này gia đình cho, gia đình anh cho hay là gia đình không, mẹ cho? Không bạn, cái gì nói chuyện gia đình được từ từ. Từ từ, có 1 phút nông nói được. Lần nói ra mình thu lạnh được rồi bạn. Anh hiểu không? Có nhiều người lần nói ra... Riêng tao rồi. Tao cho là tao cho hết. Uống rượu hay lần thì nói bạn. Bạn ơi. Ông uống rượu hay lần thì nói hay. Cả hai tiếng biết đi lấy mình khác sao? Ông cho ngu vừa. Đồ ông phải lấy lại chứ. Bây giờ tôi hỏi ba là gì? Lại một lần nữa giờ tôi đang ngồi với những người anh em chí cốt của tôi đây. Giờ bây giờ 2 tỷ đó bạn muốn sao? Đi đi. Nói làm nhiều lấy làm nha, má mẹ có mua nha. Đừng có lọc mẹ nha. Rồi, em nên cho em giờ cho cái em nấu em rồi 7 bè em cũng vừa phải không? 5 năm. Năm năm gì? Mà ông nghĩ tại sao nha, đừng muốn chung 5 năm. Cũng mấy đứa à, cũng chung 7. Rồi thì chào mọi người nha. Cảm ơn. Rồi chuyện tao bắt tao lấy hai đợt. Bây giờ em còn lấy tài sản của ông Trung đi em chơi khác. Tao lấy tao chơi mày chơi lúc đúng. Có mẹ em bỏ nè 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 mày chơi lúc lấy tiền chơi lúc không cũng thiệt tình. À chắc mày đang đập phim rồi mày. Mà chẳng đâu luôn em đi. Thiệt hả? Đồ con chạy nhau. Giờ đó ông thấy không? Ông thấy không? Giờ ông ở đâu quay đen gì đó biểu trong. Ông chia tài sản bây giờ ông đang nghe anh em mờ không cho nói gì. Mở điện thoại. Bây giờ anh em tư vấn thôi, gọi lại nữa này. Bà sao? Tôi đang ngồi dưới thằng Nghĩa, thằng Riêu. Anh thấy em giờ không ra được hồi xưa rồi đó. Hồi xưa em khác gì, anh khác gì em? Đồ cái gì sao? Em khổ nghe anh được quá, lớn ra rồi, chẳng nói là không? Hai người đó là hai. Sao mà cái gì đâu vậy, từ nãy giờ bây giờ dài nè. Thôi bây giờ tôi cũng có quay nữa đâu. Cái gì đâu mà từ hồi sáng giờ cầm cái máy quay rồi khán giả người ta coi cái kênh ra cái gì không? Mày bật máy lên một chút đi. Cái vấn đề ở đây á là tôi xuống á là tôi muốn cho khán giả biết á là anh em mình á là đang có vấn đề ở kênh nên thành ra tôi muốn quay cho khán giả biết. Là chỉ nói à hôm nay là do tình hình trong bạn vậy tự nhiên ông đem chuyện gia đình đồ ra ông nói. Rồi mấy người đang ngồi nó không khùng vậy. Tao nói bạn ơi, bạn ơi, con nước rồi nha bạn. Thì mình nói với các bạn nha, thì bây giờ là vì lý do là nói chung là bây giờ kênh mình bây giờ là nó trục trặc nhiều thứ rồi nha các bạn. Nhân sự không có, bây giờ gia đình Trung Bém lục đục đồ nữa. Nên thành ra là bây giờ thôi mình cũng quay để cho các bạn biết là anh em mình đang xảy ra tình trạng như vậy. Thì thôi mong các bạn thông cảm nha. Cỡ mẹ nó, gia đình của nó sao mày cứ đới 2 tỷ làm chi? Bạn cho tôi mượn hết nha. Giờ tao chốt luôn nha nè. Anh em giúp tao lái được. Tao chia anh em 40%. Tao lấy 60% là tao phiêu bạc vô. Lấy là lấy làm sao? Thì bây giờ thuyết phục qua. Chứ bây giờ ông với nó còn vợ chồng mà lấy kiểu gì? Đấy nó là khách phục qua. Là bây giờ là dàn cảnh là bé có người yêu đồ ra. Là bắt đầu mới lấy được hết tiền đó chứ làm sao? Nhiều trong thời gian ở bé ở danh thì biết có tiền đâu không? Đi mẹ mẹ mày. Cái đây là cái chuyện do tao ngu quá. Tao sẽ làm YouTube tao bị tao quay ghét nhiều quá nên là bé nó mệt mỏi. Nó quá mệt mỏi rồi hiểu không? Ê, trước khi nguyên chuyện nó gọt lại. Bảo đi ăn chỗ trong dòng họ kêu tao tung bém. Mày nhấm nhấp vậy nè. Mà ông bém thật thì người ta tin bém bình thường tao chứ sao đâu. Mà ấy là tôi nói chắc nhiều chuyện nó gọt lại mà. Đây là bởi lúc mà không có lấy tôi xác định. Không! Tôi nghe ông tự nhiên giờ tôi đâu tin mở nói rồi mày thú thiệt sáng chưa xuất miệng mắt không phải nó đói bụng chưa có gì ăn rồi đó chưa ăn nó đói bụng không nói với thôi thôi đỡ anh em mình thôi clip thì nói chung mình cũng thông báo cho các bạn là nó như vậy. Không tên tao nói thiệt mày là mấy người nói chịu không đều không bây giờ dài nè mày quay nhà tôi rồi quay nhà mày cho mày đẩy tao mày
Cái con nó coi như tao giao mày. Mày giao nó làm gì? Mày bán mày chia cho thằng Diều 50%. Để tôi cố gắng. Thôi thôi gai mua rồi. Mày giúp tao cái rồi tao lấy 15%. Khi mà tao anh em giúp tao là tao lấy được số tiền đó là tao tao lan bạc ở Sài Gòn luôn á. Tao vô thăm người yêu cũ tao luôn. Rồi làm sách định ban biết luôn ha. Cái chuyện bò hay bò là nó là nhân duyên. Bạn bò mẹ. Bò trong xài hết đủ mày ông bay chuồng à. Ông khùng không? Thôi được rồi, thôi nói chung cứ tạm thời mình quay ra khán giả ta biết là tình hình như vậy. Bây giờ là nhận 50% không? Nhận nha bạn. Nhận. Tiền nghe của ông thì nhận. Tiền tụi mày công sức người ta làm mấy năm nay tụi. Ấy là bây giờ ta muốn. Ấy là ông cho nhiêu cho, tự nhiên nhận. Tao tùy làm hảo tâm bạn. Bây giờ là ta muốn anh em mình dàn cảnh. Đỡ sao đó. Cho lỡ cho vợ tao mẹ tao ngu quá cho mấy cái chuyện này bạn cái đợi tao mẹ lời hứa cho làm như nhắn tin nó sợ đợi mày bè cái chuyện mày đợi tao tao giải quyết được rồi giờ tao muốn như này tao kêu nó rút tiền ra rồi tao ôm tao dục xuống cầu thi luôn làm biến mất mãi luôn khỏi ai hơn chút chứ mày rút tiền sao làm mày ngu như con bò mày điên mày tao sao lấy được chứ dục luôn bây giờ ra ngân hàng là mình đứng chỗ ngân hàng mình giật tao mẹ mình đã bắt tao bỏ tù luôn mày bị khùng hả mày đó, tiền không trong mà không cái chuyện này đâu tao bạn cho tôi 50% đúng không 50% kênh á kênh bán được 5 triệu á trong phải 2 tỷ rồi 2 tỷ giờ đòi được đâu mà tôi hứa với bạn được đầy đủ con gái mình giải quyết cái chuyện gì đâu vậy gia đình mà tao tính tiền 2 lon nước á 50 cũng không lo à anh tự uống á không có cầm rầu nó mấy không mày nên mà uống á còn nói với không vô quán phơ mà nói vậy không được sao mày vô quán phơ chứ đâu phải cũng nói đâu mà mày điên ra vậy tụi tôi tiền đâu trẻ uống ơi nó mới đau gì mình 50 ngàn mày giờ quán sáng nó bán mà tao khô vậy rồi mày còn giải tao hết đường đúng rồi tự nhiên mày lấy mày nó mờ thì mày đừng uống chứ uống dồn cái đầu rồi thôi cứ tạm thời như vậy đi rồi có gì ngày mai không nghe bây giờ vậy nè xin chào khán giả nha thì mà mình giờ mình cũng bị dính rồi cho nên là thôi giờ nào kênh đó mình giao lại cho bố anh em mới làm rồi anh em đừng xuống tìm tôi nữa nha nha khó mày à bây giờ chạy mày ở bên đây cắm mày đâu thằng giái nó bận chuyện gia đình nó nên nó vắng hay sao nó nói mày vậy trời ơi làm kiểu gì vắng lâu lắm ấy là ông ý ai làm ấy là giờ con chợ bạn ở nhà mới nãy tôi quen tôi ra đó sao gì gì nhà ngoại không đưa đó tôi đổ lại tên cái liệu mẹ lần hai lần biết rồi chết chứ đâu ông hết mấy bộ bikini đồ ngủ rồi chết còn giờ còn bikini tiệm lao bikini giờ sao đây đủ cái thiệt rấu quá mấy bạn ơi giờ anh em đi nữa chị hai cô chứ là đóng nè hai anh em về tiền cái gì mà giúp tao vô đây nhân tiền rồi tao mày chia chát rồi gì đó chạy như thế mày ấy mình làm mình giúp chung chứ mình cái chuyện hai tên đó là nó bên lực mình nó yếu còn hai tụi bay lực gì lực tao gọi mà tao bên đại học lực kia chưa nói chuyện tôi ngành học ra đủ đại học ra chứ không tướng đủ sao á của tên ví dụ 2 tỷ là chia ra ngưỡng tỷ chứ cái chuyện điều hiển nhiên ra to là người ta chia đều hết á thôi đỡ mà anh không lâu nữa thôi chia không nước nữa tôi đây ngồi đây tao thiệt giờ tao cũng biết thành nó bị khùng và bị điên gì á mẹ nó nhà cửa có tiền mẹ cha mẹ giàu đủ má còn tài mà tự... đi mày đấy đéo cậu ô tô thì thương ngu nhưng mà cái lý do gì thì nó đi thương là ngu. Sao lái rồi xe mày lắc đủ không dòng hai quét thảm vậy nhà xe rác đồ cũng đi dốt khùng đâu mẹ nó sao cái kênh này đủ bị ma ám hay sao á đồ nhưng mày sao riêng mày làm kênh nào kênh nó nát sao mày đúng rồi đồ mẹ tao đồ mẹ nó ngu quá sao mày kênh gì mà có hai bên toàn là mấy thằng sợ vợ không mà cứ vợ với chồng không rồi kênh rồi nát hết đùa vậy lên chạy nãy giờ ông nói thật chứ không phải vợ đâu rồi đi ngu như cung nãy giờ ông nói thật chứ không phải giờ sao bây giờ tính sao bây giờ nó vậy rồi giờ ai làm tại mà nó kêu tao 50% im mẹ nó cứ nó khùng 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 bây giờ là cái kênh này nó quyết mày mày nó bây giờ cái kênh còn có 3 thằng làm cái con mẹ vậy bán mẹ bán chó nó mua hả ồ đá nhà hốt đi ra được hút con cơm gì làm cái chỗ quay luôn kìa quay kìa quay kìa nó chữ trấn bạn tôi với rồi tụi nó xem bên tay hơn còn nhiều hơn ông á ôi giời chuyện con mới đi sao đó vậy ấy tao chạy ra nhà bếp tao luôn nói chuyện nó chút tôi coi con nước bếp đâu chưa ai còn nước nó chưa nữa chưa thôi chạy gì mà đang ngồi
mày không hớt được bao con trai, tôi bi không tình yêu.